Xin chào anh em nhé. Con chim mà khi mà thay lông thì cái yếu tố thứ nhất là anh em phải hạ cám khi mà chớm bắt đầu thấy rụng lông một vài lông đó. Thì đang số 2 chẳng hạn thì anh em phải hạ xuống số 1 cho mình đó. Mà đang cho ăn số 1 thì anh em hạ xuống cám xuống số 0. Nhưng cái điều thứ hai là anh em phải cho hoa quả thường xuyên. Thứ ba nữa, đây châu chấu thì mình hết rồi, mình cho ăn nó hết rồi. Thì châu chấu mồi tươi anh em phải cho ăn nhiều như đây này, nó ăn nó còn đùi nước để kìa, nó rơi kìa, đùi châu chấu này. Đó. Thì cái thời điểm này thì anh em nên kiếm những cái quả phèn trắng phèn đen nữa. Nếu có quả bình bát thì ok, nhưng bình bát thì tầm này nó cũng lụi nhiều, không có quả nữa. Thì anh em cho ăn cái phèn đen, phèn trắng sẽ lột xác luôn thành một màu áo mới luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn, má đỏ đít đỏ đó. Đây là mình hướng dẫn những anh em mới chơi nhá, còn những anh em chơi lâu rồi thì mình không dám vượt mặt anh em. Đến lúc anh em lại bảo là ba tuổi danh cắp nọ kia thì thành khó nói anh em nhé. Thì em cũng nói lại này. Thứ nhất là anh em hạ cám, đang số 2 anh em hạ xuống số 1, cám đấu anh em hạ xuống cám dưỡng. Đang cám dưỡng, nếu đang ăn cám dưỡng thì anh em hạ xuống cám số 0 cho mình đó. Mặc dù thì kể cả anh em cho ăn nguyên cám dưỡng cũng được, tại vì là cám dưỡng số 1 nó cũng rất nhiều hoa quả để cho chim thay lông đó, nếu không anh em cho ăn nguyên cám dưỡng cũng được. Nhưng cái yếu tố quan trọng bên cạnh nó là anh em phải hoa quả đầy đủ. Chẳng hạn nhưng mà anh em không cho ăn táo nhá, khi thay lông anh em cho ăn chuối đu đủ, chuối này đu đủ này, cái quả gì nhỉ, quên tên rồi. Mới cả cái cần thiết nữa là anh em phải cho ăn mồi tươi, một là châu chấu, hai dế, nhưng mà anh em cho ăn châu chấu nhiều càng tốt đó, châu chấu nhiều để cho nó nhiều chất dinh dưỡng đó. Anh em không nên cho ăn sâu nhá, càng ăn sâu rất nóng, sâu rất nóng anh em nhé. Thì anh em lại cho ăn cho ăn châu chấu và hoa quả đó. Cho ăn châu chấu và hoa quả. Còn hoa quả nữa là cái anh em nếu có phèn đen, anh em ra đường phèn đen thời điểm này thì phèn đen với phèn trắng rất nhiều rồi. Anh em cho ăn phèn đen và phèn trắng nó cái phèn đen phèn trắng này khi thay bộ lông chim rất đẹp luôn đó. Đây này, anh em này. Nhưng đặc điểm cái thứ ba nữa này là nhiều anh em có nói với mình là thay lông là phải để cho phân nó với cả lông nó vài ngày, tầm độ tuần thì anh em thay lông à, thay phân thay hướng phân này. Nhưng mà anh em không nên thế nhá, tại vì là khi mà anh em để phân lâu ngày trong này thì nó sẽ bốc cái mùi lên sẽ ảnh hưởng đến con chim đó anh em nhé, sẽ ảnh hưởng con chim. Khi mà thay lông thì anh em lại phải bịt áo lồng lại đó, anh em bịt áo lồng kín lại. Bịt áo lồng kín làm gì? Để cho nó không giao du mấy chim bên ngoài đó. Bịt áo lồng kín lại để cho nó không nhìn thấy chim bên ngoài và nó không thể hiện, nó không đấu lại. Để sao? Để cho con chim yếu xuống để nó tụt hết loạt lông, nó lột xác luôn thành chim đẹp luôn. Thì cái phân này thì cứ 2 hôm anh em lại bỏ phân ra nhá. Hai hôm anh em lại lôi bỏ cái này ra, thay cái mới vào đó. Thứ ba nữa là anh em vẫn phải cho tắm, anh em vẫn phải cho tắm, cứ 2 hôm 3 hôm anh em cho tắm một lần, chứ không phải là cứ kệ nó bẩn
bản thực ra là rất chi là hạng chim, chi là thế thôi. Hầu như là anh em để phân dưới đáy lồng thì nhiều nó sẽ bốc mùi lên, kể con chim bình thường chưa thay lông bốc mùi lên là rất hại cho con chim đó, tại vì khi mà bốc mùi lên là nó sẽ ảnh hưởng con chim rất lớn đó. Nên anh em đặc điểm là anh em nên có nghĩa là dọn sạch 2-3 hôm anh em dọn sạch nhé, để cho nó đỡ bị bốc mùi lên đó. Còn cái gì nhỉ, nước nuôi thì anh em phải cho đầy đủ rồi, tại vì là con chim mà thiếu nước thì chắc là nhanh đi hơn là thiếu cám, thiếu cám nên thiếu nước thì nhanh đi hơn đó. Còn anh em thấy video hay thì nếu anh em hay thì anh em chia sẻ clip giúp mình. Còn anh em nào mà thấy không hợp lý anh em cho em bình luận bên dưới để em tham khảo ý kiến anh em. Còn riêng em là em sử dụng cách như vậy, còn nhiều anh em rồi sử dụng cách như nào thì em không biết đó. Còn em không dám vượt mặt tất cả anh em đam mê chim, các loại chim, dòng nhất là dòng chim trà mào nói chung và các loại chim khác nói riêng đó anh em nhé. Cái yếu tố của con chim là nó phải như vậy đó. Cái lồng thì anh em không quan trọng lồng đâu, để mình nói nốt cái phần này. Lồng thì cái lồng nuôi thì anh em đang nuôi nó trong lồng đó thì em cứ nuôi trong lồng đấy, không ảnh hưởng gì cả, cho thay lồng luôn trong lồng đó, lồng chính của nó, không cần phải chuyển thay lồng khác anh em nhé. Có cái cách này nữa, anh em có người cách này nhưng mà mình sẽ nói luôn là cái cách đấy mình nghĩ toàn hại con chim, là anh em cho ăn quả cà chua, nhưng mà nhờ anh em để đấy trong vài ngày cho nó bốc mùi để lên con chim nó sẽ chút lông, nhưng không phải đâu, rất chỉ bẩn và sẽ tổn hại con chim. Còn cái cách nữa là cách này thì chút lông cũng nhanh anh em nhé, chút lông cũng nhanh, đang cái cám số 2 bắt đầu anh em thấy rơi một vài cái lông, anh em hạ phát chuông cắm trứng cho em thì chút lông rất nhanh, nhưng mà lại hạ con chim chút nhanh quá đó, thì anh em cứ hạ từ từ cho mình. Đang số 2 cho cắm dưỡng, đang cắm dưỡng ăn cắm số 0 đó. Đây anh em, cái này thì đến bây giờ là được 2 hôm rồi, chút rất nhiều đó. Đây con chim đã nhìn hơi tàn tạ. Ok, đây là cái cách mà mình hướng dẫn anh em mới tập chơi nhé. Còn anh em mà chơi lâu rồi mình sẽ không dám qua mặt đó, để cho anh em lại trách móc nọ kia. Ok, chào anh em, hẹn em video tiếp theo. Mong anh em ủng hộ. Nếu anh em thấy hay thì anh em đăng ký bấm vào cái chuông bên dưới để nhận những video tiếp theo của mình. Ok, chào anh em.